Và người sẽ mang tới những thông tin thể thao cho chúng ta. Xin được mời biên tập viên Hoàng Cường. Em Hoàng Cường thân mến, vừa mấy hôm trước thôi thì Ronaldo đã mang lại niềm vui khi mà ghi bàn cho màu áo của Juve. Thế còn hôm nay có vẻ là một thông tin không mấy vui, đúng không ạ? À, vâng, đúng vậy, anh đã phải nhận thẻ đỏ trong một trận đấu có thể nói là rất là đáng quên. Nhưng trước khi đến với câu chuyện của Ronaldo, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với câu chuyện của hai đội bóng thành Manchester. Man City thì sau khi đoạt chức vô địch ngoại hạng Anh thì mục tiêu tiếp theo của họ không gì ngoài danh hiệu Champions League. Đó cũng chính là lý do mà họ đưa huấn luyện viên Pep Guardiola về sân Etihad. Nhưng mà xem ra thì họ sẽ phải xem xét lại mục tiêu này ngay ở trận đấu đầu tiên tại vòng đấu bảng UEFA Champions League. Cổ động viên của câu lạc bộ Man City dường như đã đoán trước được thất bại này nên đã tới sân Etihad khá ít trong ngày Man City tiếp đón câu lạc bộ Olympique Lyon. Các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola thi đấu như mơ ngủ khi để cho Marcel Cogne và Naby Fekir hai lần ghi tên mình trên bảng tỷ số. Nỗ lực muộn màng của Bernardo Silva là chẳng đủ để Man City thoát khỏi thất bại ngay trên sân nhà. Trong khi đó thì câu lạc bộ Manchester United đã có thắng lợi tưng bừng ngay trên sân của Young Boys với cú đúp của Paul Pogba và một bàn do công của Anthony Martial. Một câu chuyện khác cũng rất đáng chú ý đó là Real Madrid và Ronaldo. Real thì không còn huấn luyện viên Zidane và Ronaldo, nhưng họ cũng đã tìm thấy những người thay thế xứng đáng. Trong khi Ronaldo thì anh vẫn chưa thể tìm lại được chính mình với màn ra mắt đáng quên trong áo của câu lạc bộ Juve tại đấu trường UEFA Champions League. Các cầu thủ Real Madrid đã chứng tỏ họ có thể hướng tới chức vô địch lần thứ tư liên tiếp tại Champions League mà không cần Ronaldo. Isco có bàn thắng mở tỷ số cho Real Madrid vào lưới của AS Roma. Sang hiệp 2 thì Gareth Bale nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo trắng. Và cuối trận thì cầu thủ mang cái tên khá xa lạ là Mariano Diaz đã ấn định tỷ số 3-0 cho các nhà đương kim vô địch. Còn Ronaldo ngày hôm qua cũng ra sân lần đầu tiên tại UEFA Champions League cùng với câu lạc bộ Juventus. Trận đấu trôi qua được 29 phút trong một tình huống tranh chấp trong vòng cấm địa. Muliro ngã xuống và các trọng tài nhìn thấy cảnh Ronaldo dùng tay đánh vào đầu của người đồng nghiệp mình. Hành động này được xem là một hành vi bạo lực trên sân cỏ và Ronaldo phải rời sân ngay sau đó với tấm thẻ đỏ trực tiếp. Những giọt nước mắt khi rời sân của Ronaldo cho thấy rằng có vẻ như anh cảm thấy rất oan ức. Nhưng dù không có Ronaldo thì Juventus vẫn có thể rời sân với 3 điểm. Trận này họ được hưởng 2 quả đá phạt đền và Pjanic đã sút thành công cả 2 để mang về chiến thắng 2-0 cho Juventus trước Valencia. Những giọt nước mắt tức tưởi của Ronaldo, vậy là anh đã túm tóc hay là đập nhẹ tay vào đầu của Jason Murillo? Ronaldo đã cố ý hay là vô tình? Tất cả đã tạo nên một làn sóng ủng hộ hay là phản đối trên mạng xã hội với hành động trên sân của Ronaldo. Ronaldo có thể bị treo giò 2 trận, nhưng người bị thiệt nhất ở đây có lẽ chính là câu lạc bộ Juventus. Ronaldo có thể sẽ phải đối mặt với án treo giò 2-3 trận đấu tại UEFA Champions League. Nếu điều đó xảy ra, Ronaldo sẽ không thể trở về sân Old Trafford để gặp lại đội bóng cũ Manchester United. Sau trận thì huấn luyện viên Allegri tỏ ra thất vọng với quyết định của các trọng tài. Như chúng tôi đã nói, nếu có công nghệ VAR, nó sẽ giúp các trọng tài quyết định đúng hơn trong tình huống này. Trận đấu mới được có 29 phút và là một trận đấu khó, để chúng tôi phải chơi với 10 người là một quyết định sai lầm. Chị gái của Ronaldo là Katia Avero thì tỏ ra rất tức giận. Cô viết trên Instagram rằng chiếc thẻ đỏ dành cho Ronaldo là một nỗi xấu hổ của bóng đá và công lý sẽ được thực thi. Ý mà chị gái của Ronaldo nói đến chắc chắn cũng là điều mà câu lạc bộ Juventus sẽ làm, đó là khiếu nại để giảm án phạt cho Ronaldo ít nhất có thể. Trọng tài nổi tiếng Mark Clattenburg cũng có cùng ý kiến này. Theo ông, chiếc thẻ đỏ cho Ronaldo là quá khắt khe. Ông nghĩ rằng nếu mình ở trong tình huống đó thì Ronaldo và Murillo mỗi người sẽ phải nhận một tấm thẻ vàng. Champions League mới bắt đầu cuộc đua trong khi V-League đã chuẩn bị hạ màn và hấp dẫn nhất lúc này có lẽ là cuộc chiến trụ hạng. Bốn cái tên đã bị điểm mặt cho cuộc chiến khốc liệt này, đó là câu lạc bộ Nam Định, Cần Thơ, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Sài Gòn. Vòng đấu thứ 23 là cơ hội để họ tích lũy điểm số cho những cuộc đào thoát. Trong trận đấu có tính chất 6 điểm giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Sài Gòn, đội bóng của huấn luyện viên Mira đã thi đấu bùng nổ. Họ dẫn trước ngày phút thứ 6 nhờ công của Kesley, sau đó tới lượt Phi Sơn ghi dấu ấn. Nhưng người gây ấn tượng nhất chính là Hải Anh với một cú hat-trick để giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành thắng lợi 5-0. 3 điểm có được đã giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có được 27 điểm sau 23 trận và họ cần có thêm 3 điểm nữa ở 3 vòng còn lại để chắc suất trụ hạng. Trong khi đó, câu lạc bộ Nam Định cũng đã có được một điểm cực kỳ quan trọng trước câu lạc bộ Hải Phòng. Dù bị đối phương dẫn trước ở phút 82, nhưng ở phút thi đấu cuối cùng, bàn thắng của Diogo đã giúp câu lạc bộ Nam Định lấy được một điểm để tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm với vị trí cuối cùng của câu lạc bộ Cần Thơ khi mùa giải còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc.
Vâng, xin được cảm ơn anh Hoàng Cường với những thông tin thể thao vừa rồi. Vâng, anh Sơn Lực.